chỉ trụ vào địa vị thanh văn độc giác thì nhất định không có điều đó. Cho nên chúng đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên thông đạt hoàn toàn ý nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách không chướng ngại, tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng hoàn toàn viên mãn. Cho nên này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giao phó cho ông. Ông nên thọ trì đúng đắn, đọc tụng thông suốt, đừng để quên mất. Khánh Hỷ nên biết, ngoài kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu thọ trì kinh điển khác, dầu có quên mất pháp ta nói ra, thì tội ấy còn nhẹ, nhưng đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thọ trì cẩn thận cho đến quên mất một câu, thì tội ấy rất nặng. Khánh Hỷ nên biết, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dù một câu có thể thọ trì cẩn thận không quên mất, thì đạt được phước vô lượng. Còn như đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thọ trì cẩn thận, thậm chí quên mất chỉ một câu thì bị tội rất nặng bằng lượng phước ở trước. Cho nên này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu ân cần giao phó cho ông. Ông hãy thọ trì đúng đắn, đọc tụng thông suốt, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt khai thị, để họ thọ trì hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩa của lời văn. Khánh Hỷ nên biết, thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt khai thị, chỉ dạy để họ hiểu rõ, thì thọ trì gìn giữ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đã chứng. Khánh Hỷ nên biết, thiện nam thiện nữ vân vân, có tâm ân cần thanh tịnh, hiện đang ở chỗ ta muốn đem những thứ vòng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen không giải đãi mệt mỏi, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt chỉ dạy để họ hiểu rõ, hoặc biên chép trang nghiêm nhiều vật báu, luôn dùng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen không dừng nghỉ. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì hiện tại đã cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen ta và ba đời chư Phật khắp mười phương. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, có tâm ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích, tức là ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ vị lai hiện tại đã chứng. Này Khánh Hỷ, nếu ông ưa thích ta, không lìa bỏ ta, thì cũng nên ưa thích và không lìa bỏ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cho đến một câu cũng đừng để quên mất. Này Khánh Hỷ, ta nói nhân duyên giao phó kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mặc dù trải qua trăm ngàn đại kiếp cũng không cùng tận, giống như ta đã là đại sư của các ông, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là đại sư của các ông. Các ông cùng trời người cung kính tôn trọng ta, thì cũng nên cung kính tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Cho nên này Khánh Hỷ, ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo, giao phó kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Nay trước trời người Atula vân vân vô lượng đại chúng, ta đem Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này giao phó cho ông. Ông hãy thọ trì đúng đắn, đừng để quên mất. Này Khánh Hỷ, nay ta nói thật cho ông biết, người nào có lòng tin thanh tịnh, muốn không bỏ Phật, không bỏ Pháp, không bỏ Tăng, không muốn lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chư Phật ba đời đã chứng, thì nhất định không nên lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Như vậy gọi là Pháp mà chư Phật truyền trao dạy bảo cho các đệ tử. Khánh Hỷ nên biết, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, dùng vô lượng pháp môn để giảng nói cho người, phân biệt khai thị, trình bày kiến lập để họ hiểu rõ mà tinh tấn tu hành, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gần viên mãn trí nhất thiết trí.
Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, trí nhất thiết trí, đều nương vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà sanh. Khánh hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều nương vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà sanh ra quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên này Khánh hỷ, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu là mẹ của các Đại Bồ Tát, sanh ra các Đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát siêng học sáu pháp ba la mật đa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên này Khánh hỷ, ta đem sáu pháp ba la mật đa đây lại giao phó cho ông nên thọ trì đúng đắn, đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật đa là kho pháp bảo vô lượng của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả Phật pháp từ đây sanh ra. Khánh hỷ nên biết, pháp giải thoát mà chư Phật Thế Tôn ba đời nói ra đều ly xuất ra từ vô lượng pháp tạng của sáu pháp ba la mật đa ấy. Khánh hỷ nên biết, chư Phật Thế Tôn ba đời khắp mười phương cũng đều nương vào vô lượng pháp tạng của sáu pháp ba la mật đa mà siêng năng tinh tấn tu học, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khánh hỷ nên biết, đệ tử Thanh Văn, chư Phật Thế Tôn ba đời khắp mười phương đều nương vào vô tận pháp tạng của sáu pháp ba la mật đa mà siêng năng tinh tấn tu học, đã đang và sẽ nhập vào vô dư niết bàn. Lại nữa, này Khánh hỷ, giả sử ông vì hàng Thanh Văn thừa nói pháp Thanh Văn, nhờ pháp này mà tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều đắc quả A La Hán thì vẫn chưa vì ta mà làm việc đáng làm của người Phật tử. Nếu ông vì hàng Bồ Tát thừa mà giảng nói pháp tương ưng một câu bát nhã ba la mật đa thâm sâu mới gọi là vì ta làm việc nên làm của người Phật tử. Đối với việc này, ta sanh lòng tùy hỷ sâu sắc hơn là việc ông giảng hòa tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều đắc quả A La Hán. Lại nữa Khánh hỷ, giả sử tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới nhờ năng lực giáo hóa của người khác cùng một lúc đều được làm người, đồng thời chứng đắc quả A La Hán, thì đối với tất cả nghiệp phước đức do sự bố thí trì giới và tu tập của các A La Hán ấy thì ý ông thế nào, nghiệp phước đức ấy nhiều không? Khánh hỷ thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phước đức nghiệp sự của vị ấy vô lượng vô biên. Phật dạy, này Khánh hỷ, nếu có Thanh Văn nào giảng nói pháp tương ưng với sáu ba la mật đa cho Bồ Tát thì phước đức đạt được trong một ngày đêm nhiều hơn phước người kia. Khánh hỷ nên biết, các một ngày đêm qua một bên chỉ còn một ngày, các một ngày qua một bên chỉ còn nửa ngày, các nửa ngày qua một bên chỉ còn một giờ, các một giờ qua một bên chỉ thời gian như khoảng bữa ăn, các khoảng chừng bữa ăn qua một bên chỉ còn chốc lát, các chốc lát qua một bên chỉ còn một thoáng, các một thoáng qua một bên chỉ còn một khẩy móng tay. Người Thanh Văn ấy có thể giảng nói pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa cho Bồ Tát, phước đức đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Vì phước đức của vị Thanh Văn này đạt được vượt qua các căn lành của tất cả Thanh Văn độc giác. Lại nữa, này Khánh hỷ, nếu Đại Bồ Tát giảng nói pháp Thanh Văn thừa cho hàng Thanh Văn, giả sử tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới nhờ pháp này mà đều được chứng đắc quả A-la-hán, đều đầy đủ tất cả công đức thù thắng, ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy nhờ nhân duyên này được phước đức nhiều không? Khánh hỷ thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Đại Bồ Tát ấy đạt được phước đức vô lượng vô biên. Phật dạy, này Khánh hỷ, nếu Đại Bồ Tát giảng nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa cho Thanh Văn thừa, độc giác thừa và Thiện Nam vô thượng thừa thì trong một ngày đêm đạt được phước đức nhiều hơn trước. Khánh hỷ nên biết, gác một ngày đêm qua một đêm